Cái việc chúng ta có một nỗi buồn ấy, nó giống như là chúng ta có một một đống lửa các bạn, một đốm lửa thì đúng hơn. Và bạn càng cho củi vào thì nó càng cháy to hơn. Thế củi ở đây là gì? Củi ở đây nó chính là những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Các bạn hiểu một nguyên tắc là cái điều gì mà chúng ta tập trung vào thì điều đấy nó sẽ lớn lên. Cái gì mà chúng ta tập trung vào thì ở đấy nó sẽ nở ra, nó sẽ lớn lên. Đấy, ví dụ như bây giờ các bạn làm doanh nghiệp, các bạn tập trung vào việc tuyển dụng thì chắc chắn các bạn sẽ tuyển được nhiều người hơn. Các bạn tập trung vào việc bán hàng, chắc chắn các bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Đấy, các bạn tập trung vào cái việc là chăm sóc đời sống cho anh em thì đời sống của anh em nó sẽ tốt hơn. Đấy, trong gia đình mình nếu như mà mình tập trung vào cái việc nấu ăn, đấy, thì mình sẽ nấu ăn cho chồng mình, cho con mình nó ngon hơn. Đấy thì tóm lại là chúng ta tập trung vào điều gì thì kết quả nó sẽ hiện ra đấy, nó sẽ lớn hơn ở đấy. Cho nên khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề tiêu cực ở trong cuộc sống ấy, thì các bạn hiểu là nếu như mà chúng ta tập trung vào những cái điều tiêu cực ấy thì cái điều tiêu cực ấy nó càng lớn hơn. Đấy, ví dụ như này, ví dụ như thất tình, sau đó thì các bạn cứ nghĩ đến là những cái câu thề thốt của ngày xưa hai đứa thề với nhau như nào. Đấy, rồi là những cái không gian mà hai đứa đã từng đi, những khoảnh khắc mà hai đứa đã từng trải nghiệm. Đấy, rồi là nắm tay nhau bên nhau như nào. Đấy, chúng ta cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc nào, càng nghĩ lại thì chúng ta càng đau càng buồn. Tức là chúng ta càng tập trung vào đấy thì nó sẽ càng lớn hơn. Cái việc chúng ta có một nỗi buồn ấy, nó giống như là chúng ta có một một đống lửa các bạn, một đốm lửa thì đúng hơn. Và bạn càng cho củi vào thì nó càng cháy to hơn. Thế củi ở đây là gì? Củi ở đây nó chính là những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Những cái củi mà các bạn đút vào ấy, thì có những củi mà nó cháy lâu quá, nó rất là đượm than, thì đương nhiên nó sẽ làm các bạn buồn lâu. Kể cả là bạn ngừng cho củi nó vẫn cháy. Nhưng mà các bạn luôn phải có một cái tư duy rằng là chúng ta phải không cho thêm củi, thì rồi thì cái nỗi buồn đấy nó sẽ tắt đi, thì đốm lửa đấy nó sẽ tắt đi. Còn nếu mà chúng ta cứ cho thêm củi bằng cái việc là chúng ta cứ suy nghĩ về những cái suy nghĩ tiêu cực đấy, thì cái đống lửa đấy, từ đống lửa nhỏ nó sẽ thiêu đốt chúng ta. Nó giống như là trong chuyện thất tình vậy các bạn. Đấy, nếu như mà các bạn cứ nghĩ đến những cái hành hành động cũ, đấy, những cái khoảnh khắc cũ, những cái lời hẹn thề với nhau, thì giống như là các bạn đang cho thêm củi vào lò, thì nó sẽ càng cháy to hơn. Nó sẽ thiêu đốt các bạn luôn. Đấy, nhưng mà chúng ta bằng cái cách là chúng ta không cho củi vào nữa, tức là cứ chớm đến những cái suy nghĩ mà nó buồn bã đấy, những cái kỷ niệm đấy, chúng ta phải điều chỉnh mình ngay. Chúng ta phải hỏi mình luôn là thế mình đang nghĩ cái gì đấy. Chúng ta phải dập tắt những cái suy nghĩ đấy đi luôn. Thì chúng ta sẽ hạn chế được, và dần dần thì nó sẽ cái đống lửa ấy nó sẽ phải tắt thôi. Bạn luôn có một niềm tin rồi cái đống lửa ấy nó sẽ tắt thôi. Nếu như mà chúng ta không cho củi. Đấy, còn có những người nhá, là khi mà gặp nỗi buồn ấy, người ta buồn từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Là bởi vì sao anh chị biết không? Là bởi vì là ngày nào cũng nhét củi vào đấy. Là ngày nào cũng suy nghĩ về cái việc đấy đấy. Là ngày nào cũng nhớ về những kỷ niệm đấy. Và càng nhớ thì nó cháy càng to thôi. Lúc đầu nó là một cái đốm nhỏ, lửa nhỏ xíu này này. Mình mà dập được nó đi luôn thì nó không cháy nữa. Nhưng mà mình cứ nghĩ đến, cứ tập trung vào vấn đề đấy là nó càng cháy to hơn. Ví dụ hôm nay chẳng may bị chồng chửi một cái thì mình hiểu là phải dập nó đi luôn, tức là thôi bỏ qua đi, không suy nghĩ về cái việc là hôm nay chồng chửi nữa. Nhưng mà có những cái chị là cứ suy nghĩ là hôm nay là chồng nói mình thế này, là chồng là không tôn trọng mình, rồi là chồng không yêu thương mình, rồi là hay là có con khác ở bên ngoài, rồi là chắc là mình không kiếm được tiền nên là anh ấy không tôn trọng mình, rồi là gia đình mình không môn đăng hộ đối với anh ấy cho nên là anh ấy không tôn trọng, vân vân các kiểu. Các bạn cứ nghĩ bao nhiêu là các bạn cho bấy nhiêu củi vào lò thì nó càng cháy to hơn. Thì từ mỗi một cái câu nói đùa của chồng thôi thì có khi nó lại thành là một cái gì đấy, nó thành cái mâu thuẫn cực kỳ lớn đấy. Thì anh chị cứ hình dung là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực ấy, nó giống như đống lửa nhé, đừng có nuôi nó nữa, đừng có nhét thêm củi vào lò nữa, dập tắt nó đi luôn. Chớm có những cái suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ không tốt là ta phải dập đi luôn, chuyển sang cái chuyện khác luôn thì nó đỡ buồn, đúng không anh chị?
Và cái cách dừng cái suy nghĩ tốt nhất ấy, bao nhiêu anh chị muốn là mình dừng lại được những cái suy nghĩ, dừng lại cái việc cho củi vào lò comment số 5 à. Chỉ cho anh chị một cái cách rất đơn giản thôi. Rất đơn giản thôi nhá. Khi mà chúng ta gặp những cái chuyện như thế, không cho củi vào nữa, bằng cái cách đấy là chúng ta làm những cái việc chúng ta thích. Mình phải có những cái việc mà mình thực sự thích. Và khi mình làm cái việc mình thích đấy, cái suy nghĩ của mình chỉ tập trung vào cái việc mình thích đấy thôi, thì mình không còn nghĩ đến cái việc khác nữa. Đấy, ví dụ như Đức là có cái trò đế chế. Không biết ở đây là có anh chị nào, có anh nào chơi đế chế không? Là mình cứ chơi đế chế là thôi, là mọi cái khổ đau trên đời này là tạm thời, là không nghĩ đến, quên nó luôn. Để chỉ tập trung mỗi vào game thôi, là quên nó luôn. Đấy thì các anh các chị cũng phải có một cái việc gì đấy làm, mà khi mà mình làm ấy là mình quên hết luôn. Có những chị thì lựa chọn là nấu ăn, có những chị thì lựa chọn là đi shopping, có những anh thì lựa chọn nhậu. Đấy, nhưng mà kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ phải tìm cho mình được những cái việc mình thực sự yêu thích. Và khi mình làm cái việc đấy là mình dành toàn tâm toàn ý vào cái việc đấy, mình không còn nghĩ đến cái việc khác nữa. Thì đấy là một cái để các bạn dừng suy nghĩ. Có thể là bạn chỉ dừng suy nghĩ được trong lúc mà mình chơi cái đó thôi, nhưng mà nó cũng giống như là bây giờ cái bếp nó đang cháy, các bạn dừng đút củi vào nó đã là rất là tốt rồi, đúng không anh chị? Mặc dù là ở đó nó vẫn còn những cái que củi mà nó cháy rất là lâu, nó rất là đượm than, nó vẫn đang âm ỉ, nhưng mà mình cứ dừng đốt đút củi vào cái lò đấy là rất là tốt rồi. Đấy thì hãy chọn cho mình, hãy cài đặt cho mình những cái thói quen tốt, những cái thú vui mà để khi mà chúng ta gặp những cái chuyện buồn ấy là chúng ta sử dụng nó, thì chúng ta làm nó, chúng ta chơi nó và chúng ta không còn suy nghĩ đến những cái chuyện buồn nữa. Thì đấy nhá, anh chị để ý đến những cái điều mình tập trung vào nhé. Mình phải hiểu rõ một điều là mình càng tập trung vào đâu ấy thì cái đấy nó càng lớn lên. Cho nên là đừng tập trung vào những cái vấn đề tiêu cực nhé, mà thay vì thế thì hãy tập trung vào những cái vấn đề tích cực. Nó cũng giống như việc bây giờ ví dụ như là các bạn định là các bạn mở ra một cái startup, định khởi nghiệp một cái công việc kinh doanh, thì trong đầu bạn sẽ có cái suy nghĩ là nếu mình làm thì mình sẽ được cái này, mình sẽ được cái kia. Còn cũng có thể là nếu như mình làm thì nó sẽ có những cái rủi ro này, có những cái rủi ro kia. Và khi chúng ta mà nghĩ nhiều về rủi ro là chúng ta sẽ không dám làm, đúng không anh chị? Chúng ta tập trung vào cái gì, cái đấy nó sẽ lớn lên mà. Nên chúng ta tập trung đi tìm những cái rủi ro, chúng ta sẽ thấy toàn là rủi ro. Đấy, nhưng nếu chúng ta tập trung vào những cơ hội, chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều cơ hội, nhìn thấy rất là nhiều điều tốt đẹp. Đấy, cho nên là cái điều mình tập trung nó rất là quan trọng nhé. Kể thêm cho các bạn cái câu chuyện này. Hai thầy trò, hai nhà sư, là hai thầy trò đi xuống núi. Thì trên cái quãng đường mà đi xuống núi á, thì có gặp một cô gái. Cô gái này ăn mặc rất là sexy, rất là hở hang, nhưng mà cô ấy mặc váy, và cô ấy đứng trước một cái vũng nước mà cô không thể bước qua được. Thì vị sư thầy mới chạy lại và bế cô gái đấy qua vũng nước. Và sau đó thì hai thầy trò lại tiếp tục đi xuống núi, và sau đấy xử lý công việc xong thì lại quay trở lại chùa. Thì cái vị tiểu sư đệ kia, vị mới thắc mắc với cái vị sư phụ này là tại sao chùa chúng ta đã có cái luật là không được phạm vào sắc giới, thế tại sao thầy lại còn bế cô gái đấy? Thì thầy mới bảo ấy, đấy là ta đã để lại cô gái đấy ở bên đường, sao con còn mang về chùa? Câu chuyện này muốn nói cái điều gì các bạn? Câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn một điều như này. Đấy là đôi khi những cái vấn đề trong cuộc sống ấy, nó không phải là vấn đề cho đến khi chúng ta coi nó là vấn đề. Đấy, sư thầy đấy không coi cô gái đấy là sắc giới, thầy đã để lại ở bên đường rồi. Đấy, nhưng mà cái người thực sự coi đấy là vấn đề, nó cứ để cái vấn đề đấy nó vương vấn ở trong đầu, và vương vấn đến cái nỗi là mang tận về chùa, thì đấy mới thực sự là người có vấn đề. Đấy, nên là trong cuộc sống là nhiều việc ấy, là đôi khi là chúng ta rất dễ để chúng ta bỏ qua, nhưng vì chúng ta cứ chấp vào nó, chúng ta cứ nhìn vào nó, chúng ta cứ đắm chìm vào nó, cho nên nó lại thành một vấn đề lớn. Đấy, ví dụ như là sếp thì hay bị nhân viên nói xấu, đúng không? Kiểu gì ở công ty nào thì sếp cũng bị nhân viên nói xấu thôi. Đấy, nhưng mà tình cờ mà sếp lại nghe được thế là có đứa nhân viên A này nó nói xấu mình, xong sếp lại phải cố tìm hiểu xem là nó nói xấu mình như nào, thì có phải là
đáng ra nó không phải là vấn đề, nhưng bởi vì là vị đấy tập trung vào vấn đề cho nên nó làm cái vấn đề nó lớn hơn. Mà khi đã tìm ra nhân viên đấy rồi, đã tìm ra cái người nói xấu mình rồi thì chắc chắn là phải xử lý thôi. Xử lý thì có thể chửi, có thể mắng, có thể là đuổi việc đấy, nhưng mà từ một vấn đề nhỏ đáng ra chúng ta hiểu được một cái điều là nó không phải là vấn đề, chúng ta bỏ qua, bởi vì ai cũng nói xấu sếp thôi, cứ nhân viên thì nó nói xấu sếp là chuyện thường thôi mà. Đấy thì chúng ta bỏ qua thì nó đã không có những cái vấn đề lớn tiếp theo đằng sau. Đấy cho nên là anh chị em chúng ta cũng học cái góc nhìn là chúng ta bỏ qua những cái vấn đề trong cuộc sống. Nó không phải là vấn đề thì thôi đừng coi nó là vấn đề. Đấy, chồng mình hay vợ mình có nói xấu, nói nặng, nói nhẹ câu nào thì cũng coi như nó là một câu nói đùa, coi như là một cái lời nói thoáng qua. Còn các bạn chấp vào đấy, các bạn coi đấy là vấn đề, nhìn nó với cái góc nhìn nó nặng nề thì nó lại trở thành vấn đề lớn thật sự. Thì cái người tạo thành vấn đề không phải là cái người nói đâu, mà là cái người nghe đấy. Ok nhá. Thì chúng ta tập trung vào những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống thôi nhá, đừng tập trung vào vấn đề nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.